Trường Mầm non Hải Lựu được thành lập vào năm 2001. Năm 2004, được sự quan tâm của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Hải Lựu, trường được xây dựng tập trung về hai địa điểm là thôn Hòa Bình và thôn Làng Len. Đến năm 2014, nhà trường cơ bản đã xây dựng xong khối phòng học, khu vực hành chính và chính thức được công nhận là trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và được công nhận lại vào năm 2023. Từ năm 2013 đến nay, nhà trường luôn đứng ở top đầu của bậc học mầm non trong huyện Sông Lô. Với chất lượng đội ngũ giáo viên đồng đều về chuyên môn, nghiệp vụ, trong các hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, cấp huyện, nhà trường đều có giáo viên tham gia và đạt giải cao. Nhà trường đã có nhiều cán bộ, giáo viên được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và cấp tỉnh. Với sự cố gắng không ngừng nghỉ, trường Mầm non Hải Lựu đã vinh dự đón nhận các danh hiệu tập thể lao động tiên tiến xuất sắc nhiều năm, được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen, tặng cờ thi đua. Để chương trình đạt hiệu quả, nhà trường đã thực hiện công tác truyền thông đến với đội ngũ giáo viên, nhân viên và cha mẹ trẻ về pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và giáo dục an toàn giao thông cho trẻ mầm non. Xây dựng nội quy, quy định và phân luồng nơi để xe khi phụ huynh đưa, đón con đến trường. Ngoài việc tuyên truyền, nhà trường còn tổ chức cho 100% phụ huynh ký cam kết về thực hiện luật an toàn giao thông, từ đó đã nâng cao ý thức trách nhiệm của phụ huynh mỗi khi tham gia giao thông. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, phụ huynh đã rất đồng tình ủng hộ và đã phối hợp với nhà trường thực hiện có hiệu quả quy mô cổng trường an toàn giao thông. Đối với trẻ được lồng ghép và thực hiện ở tất cả các hoạt động giáo dục theo chủ đề trong năm học, bằng nhiều hình thức khác nhau như thông qua các hoạt động giáo dục trẻ hàng ngày, thông qua giờ thể dục sáng, thể dục giữa giờ, qua các trò chơi, các hoạt động trải nghiệm, các hoạt động sân khấu hóa, hội thi. Ngoài việc kết hợp với giáo dục trẻ về an toàn giao thông, qua các hoạt động trên lớp, giáo viên còn tổ chức cho trẻ thực hành trải nghiệm một số luật lệ giao thông. Qua mô hình giao thông ngã tư đường phố, qua đây trẻ được chơi, tham gia giao thông, từ đó khắc sâu kiến thức về luật lệ giao thông, giúp trẻ có ý thức về văn minh trật tự khi qua đường. Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên luôn tích cực hăng hái thực hiện các bài tập thể dục. Các hoạt động tập luyện thể dục được thể hiện qua hình thức đồng diễn với nhiều bài tập gắn với nhiều chủ đề Tôi yêu Việt Nam. Qua hội diễn, phát huy được sức mạnh và sự gắn kết của tập thể, cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia thực hiện chương trình. Đồng thời tuyên truyền, truyền thông sâu rộng đến các bậc phụ huynh và cộng đồng cùng chung tay thực hiện tốt mô hình an toàn giao thông trường học. Đẩy mạnh phong trào thi đua, giáo dục an toàn, giao thông nhà trường ngày càng thực hiện tốt hơn nữa trong trường mầm non Hải Lựu. Thông qua chương trình hội diễn Tôi yêu Việt Nam với chủ đề giao thông nhằm nâng cao hiểu biết về an toàn giao thông cho thế hệ tương lai, đặc biệt là lứa tuổi mầm non khi trẻ bắt đầu hình thành nhận thức, yêu thích khám phá thế giới xung quanh và sẵn sàng tham gia giao thông. Trong năm 2023, năm 2024 và các năm tiếp theo, nhà trường tiếp tục thực hiện tốt chương trình Tôi yêu Việt Nam, duy trì và nâng cao hơn nữa chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Phấn đấu trường mầm non Hải Lựu luôn là ngôi trường hạnh phúc, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam mãi mãi xanh tươi. Thank you.
nơi Nam Châu bốn phương. Việt Nam đất nước chúng tôi xin chào. Ngày nào còn chìm trong khói bom, mà giờ đây cất cao lời ca vang. Hà Nội thủ đô con tim dấu yêu, mừng xuôi phố xa đã vui thêm nhiều. Vào vào Nam rộn vang tiếng ca, ngàn bàn tay vẫy nhau chào tương lai. Sài Gòn hôm nay bao nhiêu đổi thay, hoa khôi sức sống với bao công trình. Bước lên cùng anh em, anh đã năm xưa theo trên đất.